Hướng dẫn tập luyện sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước. Tuần thứ 2 đến thứ 4. Bạn đã được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước bị đứt 2 tuần trước và đã thực hiện các bài tập ở giai đoạn 1. Và mong muốn các bài tập tiếp theo. Phục hồi chức năng online xin giới thiệu bạn chương trình tập luyện cho giai đoạn 2, dành cho tuần thứ 2 đến tuần thứ 4. Giai đoạn 2 có mục đích tiếp tục giảm sưng đau khớp gối, tăng tiến tầm vận động gập duỗi gối, tập mạnh cơ nhẹ, đặc biệt là cơ trước gối, cải thiện thăng bằng và phục hồi dáng đi bình thường. Tiếp tục chườm lạnh cho đầu gối 2 đến 3 lần trong ngày. Mỗi lần 10 đến 15 phút để giảm sưng đau. Đặc biệt là sau tập. Ở giai đoạn này, nếu có mang nẹp gối thì nên mở khóa để chịu trọng lượng đến mức chịu được. Tăng tiếng chịu trọng lượng lên chân đau và có thể ngưng dùng nạn khi cơ lực đủ mạnh. Khoảng 2 đến 4 tuần sau mổ. Sau đây là các bài tập cụ thể. Phần 1. Các bài tập tăng tầm vận động gối. Tiếp tục các bài tập kéo dạng ở giai đoạn trước chú ý đảm bảo gối duỗi thẳng với tư thế đỡ gót chân nếu gối không duỗi thẳng có thể nằm sấp thòng gối và cẳng chân ra mép giường cuộn một vòng trọng lượng ở cổ chân để tăng lực kéo giãn di động xương bánh chè sang hai bên lên xuống để giảm dính ở trước gối và cải thiện tầm gập gối tiếp tục ngồi thả lỏng đầu gối được mổ ở mép giường và dùng chân lành trợ giúp gập gối nhiều hơn. Kéo giãn cơ hamstring ở tư thế ngồi. Giữ cuối tầm căng cơ phía sau đùi 20 đến 30 giây. Thư giãn và lặp lại. kéo giãn cơ bắp chân với một dây đai. Ở tư thế ngồi thẳng gối. Giữ tư thế kéo giãn này 20 đến 30 giây. Thư giãn và lặp lại. Phần 2. Các bài tập mạnh cơ. Bài tập nâng thẳng chân. Gối duỗi thẳng và không mang nẹp giữ cuối tầm từ ba đến năm giây thư giãn và lặp lại tăng cường tập mạnh cơ dạng hắn ở thế nằm nghiêng tập mạnh cơ duỗi hắn ở tư thế nằm sấp giữ tư thế co cơ từ ba đến năm giây thư giãn và lặp lại. Tập mạnh cơ khép háng ở tư thế nằm nghiêng, với chân đau ở dưới, hoặc nằm ngửa với bóng. Giữ tư thế co cơ từ 3 đến 5 giây. Thư giãn và lặp lại. duỗi gối ở tư thế ngồi. Từ góc gối gập 90 độ, đến góc gối gập khoảng 40 độ không duỗi thẳng gối hoàn toàn ở giai đoạn này để đảm bảo mảnh ghép lành tốt. Bài tập mini squat để làm mạnh cơ duỗi háng và duỗi gối. Chỉ ở khoảng ngắn, ở tầm gập gối 40 độ. Để dễ kiểm soát, ban đầu bạn có thể tựa lưng vào tường hoặc bóng tập. Nếu có dụng cụ, bạn có thể tập bài tập ép chân cũng với góc khớp gối từ duỗi thẳng đến gấp 40 độ. Bài tập co cơ hamstring ở tư thế nằm sấp. Gấp gối, bắt đầu không có trọng lượng. Sau đó có thể thêm kháng trở nhẹ. Giữ tư thế co cơ từ 3 đến 5 giây. Thư giãn và lặp lại. tập mạnh cơ bắp chân với bài tập nâng gót chân ngoài ra bạn cũng nên tập thêm các cơ cốt lõi ở thân mình như các bài tập cho cơ bụng và cơ lưng phần ba tập thăng bằng tập chuyển trọng lượng bên bên từ chân này sang chân kia ở tư thế thẳng gối và ở tư thế gập nhẹ hai gối nghĩa là mini squat giữ chịu trọng lượng lên chân này một vài giây rồi chuyển sang chân kia tập chuyển trọng lượng trước sau tay có thể vịn tường hoặc mặt bàn để giữ thăng bằng ban đầu tập với mắt mở và sau đó với mắt nhắm để tăng độ khó Tập đứng thẳng với một chân với thời gian một vài giây. Tay có thể vịn tường hoặc mặt bàn để giữ thăng bằng. Ban đầu tập với mắt mở và sau đó với mắt nhắm để tăng độ khó. Phần 4. Tập dáng đi bình thường. Tập bước tới từng chân một. Ban đầu hãy tập đi chậm, khoảng bước chân ngắn, chú ý hai chân bước đều nhau. Sau đó có thể tăng dần độ dài bước chân bước qua các điểm có đánh dấu trên sàn. Tập bước lui, chân này đến chân kia, và sau đó luân phiên. Tập đi bước cao. Tiến và lùi. Tập đi gót chân chạm mỗi chân để tăng tiến thăng bằng. Phần 5. Tập đạp xe đạp tỉnh nếu tầm gập gối cho phép. Bạn có thể tập đạp xe với xe đạp tập tỉnh. Ban đầu không có lực cản để khớp gối vận động được trơn tru. Chỉ nên đạp khoảng 5 đến 10 phút để tránh kích thích khớp gối. Trên đây là một số bài tập đề nghị cho giai đoạn 2, giai đoạn tăng tiến tầm vận động. Mong bạn đạt được kết quả tốt và hẹn gặp bạn ở video cho giai đoạn tiếp theo.